Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại video của em. Hôm nay thì lại tiếp tục lên cho các bác một lô máy cưa xích và máy phát cỏ cho bác nhá. Thì đợt này đang vào mùa mưa, bão lũ các nơi và cỏ đang mọc rất là nhanh, thì hôm nay lên kèm cho anh em hai cái mẫu máy phát cỏ giá bình dân cho anh em sử dụng trong gia đình. Thì nhiều các bác rất là nhiều anh em hỏi Hoàng là có cái mẫu máy cắt cỏ nó giá vừa tiền không, bởi vì anh sử dụng chỉ trong gia đình thôi. Thì hôm nay em lên cho các bác hai con máy phát cỏ luôn nhá, và một lô máy cưa bãi đủ các loại to nhỏ rồi tầm trung rồi dòng mini xài gia đình gì đều có hết đó, giá cực mềm luôn nhá. Con này thì bên em lên toàn máy hàng đẹp đời cao đó, thì có những dòng Echo đời mới này, rồi Estin này, Husqvarna này, đó, đủ các loại cho các bác luôn nhá. Lô hôm nay thì em có để cho các bác là mã R, em có đánh mã từ mã R1 cho đến mã R14 đó, có báo giá công khai trên những cái tem tay cầm đây. Cái tem này thì bên em có báo giá công khai luôn nhá. Các bác vừa ý con máy nào thì các bác cứ chốt hàng đó, cho địa chỉ số điện thoại là bên em sẽ ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái nhá, đó, hàng chuẩn như trong video thì anh em nhận hàng và cho hàng 5 sao nhá. Đó, thì đây là số điện thoại Zalo và số điện thoại Facebook của em 0345 059. Đó, hoặc là anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em sẽ tư vấn cho anh em nhá. Bên em thì phân phối rất là nhiều các cái mẫu máy phát cỏ, máy cưa xích các loại. Rồi bây giờ em sẽ đi test cho anh em xem từng con một và báo giá thông số máy, chiều dài lăm xích cho các bác đầy đủ nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và cho Hoàng một lượt like khi mà xem video thấy hay nha. Xin cảm ơn thầy các bác nhá. Vâng, em sẽ lên cho anh em con đầu tiên thì sẽ là một con máy phát cỏ các bác nhá. Con này là một cái dòng máy phát cỏ Upama, dòng này thì dòng xuất xứ của Trung Quốc các bác nhá. Đó, nhưng mà giá tiền vừa phải này, anh em sử dụng trong gia đình thì rất là ok luôn nhá. Đó, con này thì nòng 40 ly, nòng 40 ly nhá, nòng 40 ly, công suất là 41 cc. Con này thì xuất xứ của Trung Quốc. Đấy, lên kèm cho anh em con vừa tiền mà máy khỏe nhá. Đó, bây giờ hiện tại bây giờ là để đảm bảo an toàn nên là các bác sử dụng cái dòng máy phát cỏ là đa số là xài cái dòng máy lớn để mà mình đánh cước. Đó, đa số sử dụng cái dòng máy lớn để đánh cước, nên là những cái dòng máy nhỏ giờ nó đáp ứng công suất nó không đủ để cho các bác đánh cước. Nó đánh dao thì rất là nguy hiểm và không an toàn. Thì các bác lựa chọn qua đánh cước. Mà đánh cước thì nó sẽ có nhiều lực cản và nó sẽ nặng máy nhá. Để mà đập nát được cái cỏ ra ấy, thì nó sẽ phải dùng cái máy lớn. Đấy. Thì em giới thiệu với các bác con máy Fukama. Con này thì công suất là 1,5 kW nhá, và nòng của nó là 40 ly. Chế là bộ chế Zimba Master. Đấy, nói chung là anh em xài con này gia đình là ok rồi, phát cước thoải mái. Đó, các bác nào mà làm nhiều ấy, cỏ mà to quá không phát máy nhỏ được thì anh em xài con này giá rất là mềm. Em đã thanh lý cuối năm cho anh em là chỉ còn có 2,2 triệu thôi. Đấy, rất là ok luôn nhá. Bên em lên thì giá rất là tốt cho các bác rồi, khỏi lăn tăn. Và con này thì em kèm đầy đủ phụ kiện cho bác ấy nhá, dao, dây đeo, ổ cước, đồ nghề đầy đủ hết rồi. Cảm tiền ship luôn là bao ship cho anh em luôn đấy, tất cả con này thì em đều bao ship hết rồi, giá chỉ có 2,2 triệu cho con này thôi. Đấy, anh em nào lấy thì liên hệ với bên em để đặt hàng nhá. Máy mới đập hộp luôn, em gửi cho anh em là máy mới đập hộp hết nhá. Đấy, dòng Fukama. Hiện tại thì dòng này em đang bán rất là chạy luôn, bởi vì nó rất là vừa tiền mà công suất nó mạnh. Đấy. Rồi xin phép test nổ cho các bác nghe tiếng máy con Fukama này nhá. Đó, bơm xăng đóng e lên, dòng đời mới rồi, có giật trợ lực luôn nên là các bác giật rất là nhẹ dễ nổ luôn. Đấy, giật nổ đây, em đẩy e xuống này. Máy nổ rất là giòn nha. Đấy, con này máy mới nên là đời cao, máy nòng to. Đấy, anh em kiếm một con máy phát cỏ khỏe thì xài con này ok luôn đấy. Giật rất là dễ nổ nha. Và đặc biệt con này đồ phụ tùng thay thế rất là thông dụng, hầu như anh em ở đâu cũng có đồ mới hết, nên là các bác yên tâm luôn, khỏi lo về hình thức sửa chữa. Đấy, giá chỉ 2,2 triệu, xài 5-6 năm trong gia đình là thoải mái luôn nhé. Rồi em xin phép sang cho các bác con mẫu R2. R2 thì em lên cho anh em một con nó vừa vừa hơn. Đó, vừa vừa hơn thì em sẽ lên cho anh em con này.
Con này thì nòng của nó là 36 ly. Do là nhiều các bác già rồi, có tuổi rồi đấy, không có cầm được, không có đeo được con máy to kia, mà cũng cần một con nó công suất nó vừa phải và sử dụng đánh cước được, thì đánh cước được phải nòng 36 trở lên. Đấy thì em lên cho anh em con này Fukiwa. Đó, con này thì cũng xuất xứ Trung Quốc nhưng mà được thiết kế theo công nghệ của Nhật nhá. Đấy, nên là anh em xài khỏe êm. Đó, con này thì là giá là rẻ hơn 1 triệu. Con này là 1.600.000 thôi nha, 1.600.000 là em bao ship tận nhà cho anh em rồi. Bít tông là 36 ly, công suất là 33cc. đấy, đồ đạc tất cả phụ tùng thay thế thông dụng, anh em ở đâu cũng có đồ sửa chữa hết. Đó, dòng này nó rất là phổ biến rồi, anh em mua ở đâu thì cũng có cái dòng 330 này hết. Đấy, giá chỉ có 1.600.000 con này thôi, em thanh lý cuối năm. Đó, giá cực ok luôn, giá vừa tiền và xài rất là ngon nha. Đấy, anh em xài gia đình là 5-6 năm thoải mái luôn, chỉ cần pha nhớt tốt cho em là được. Đấy, con này thì giá 1.600.000 là em bao ship cho các bác rồi, kèm đầy đủ phụ kiện rồi. Rồi sẽ test nổ cho các bác nghe tiếng máy con này luôn nhé. Là dòng 2 thì nên là vòng tua nó sẽ cao hơn, anh em phát nó sẽ bền hơn với dòng 4 thì nhá. Đấy, máy giật nhẹ nổ nhá. Rồi, anh em nào lấy con máy phất cỏ nào thì liên hệ với bên em nhé. Hai mẫu này là bán chủ đạo luôn đấy, giá cực ok mà máy xài rất là ngon. Rồi em lên tiếp cho qua mẫu R3 sẽ là bắt đầu lên lô cưa nhá. R3 thì con này là một con máy cưa xích Echo, Echo Keurig đời cao này. Con này là dòng V3501 nhá. Đấy, máy đẹp như máy thùng luôn này. Hai ốc trên lam luôn nhá. Con này phanh xích rồi còn ngon hết luôn này. Đó, phanh xích còn ngon hết. Con này có cái lam đầu Latin luôn nhá. Lam đầu Latin. Lam này dài được 35 phân, đã trừ chân ốc rồi nhá, chạy xích chuột. Đấy, bao đẹp. Con này thì giá 2.800.000 nha mọi nhá. Quá mới luôn, cam kết anh em zin được con ốc 1 nha. Chưa có thay thế bất cứ một món đồ gì trong máy luôn. Máy bãi về sau còn nguyên vậy, và con này đặc biệt có cái lam đầu Latin luôn nhá, siêu xịn luôn. Đấy, giá con này 2.800.000, nòng 40 ly. Nòng 40 ly, trọng lượng con này là trọng lượng con này là nặng 5.5 kg. Đó, lam đầu Latin. Bao đẹp luôn, xuất sắc luôn đấy, có giật trợ lực luôn nhá. Đời này đời mới của cái dòng Echo luôn, anh em xài rất là bền, tiết kiệm xăng. Rồi sẽ phải test nổ cho các bác nghe tiếng máy luôn. Đấy, máy như trong video nha, đẹp xuất sắc như mới luôn đấy. Rồi giá 2.800.000 cho con này. Con này thì làm đầu Latin. Rồi test nổ cho bác luôn. Giật nổ nó đã nổ đấy, anh em đẩy e lại nhá. Có trợ lực luôn, con này êm ru luôn. Wow.
sang con tiếp theo, con R4 cho các bác nha. R4 thì em sẽ lên cho các bác là một con máy cưa xích Echo 300T. Con này thì dòng cưa tay cụt nha bác nhá. Con này dòng cưa tay cụt, anh em nào mà cắt tỉa cành ấy thì xài con này thì rất là ok luôn. Đấy, nó cầm một tay lên cắt cây này, cầm rất là gọn luôn, và con này nó là dòng Echo đời mới nhá. Đấy, anh em nhìn cái bình xăng nó sẽ nằm phía sau. Còn những dòng đời cũ thì bình xăng nó sẽ nằm phía trước. Dòng đó thì nó sẽ không ngon bằng cái dòng đời sau này. Và đời sau này thì nó sẽ đắt hơn đời trước một chút nha mọi nhá. Đấy, máy bao zin hết toàn bộ luôn, làm xích zin luôn. Xích còn như mới luôn nhá. Lam này dài cho bác các là còn được 35 phân đã trừ chân ốc rồi. Đấy, tha hồ cho bác sử dụng nha. Em bao zin cho bác từ A đến Z luôn. Cam kết nguyên zin từ A đến Z. Đấy, rồi xin phép test đo lam cho bác luôn này. Đo làm cho bác luôn. Đấy, chiều dài lam còn ra được 36 phân này. Quá đẹp luôn. Con này thì nó rất là nhẹ nha, khoảng 3,5 kg thôi, bởi vì dòng này nó chuyên cắt cành nên là nó không làm nặng. Rất là nhẹ thì 3,5 kg. Tay phanh xích còn ngon luôn này. Rồi xin phép test nổ cho bác nhá. Con này có giật trợ lực luôn. Anh em nào chốt con này thì giá 2,5 triệu. Em bao xích tận nhà luôn. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua bên em để ủng hộ shop nhá. Rồi xin phép test nổ cho bác. Đây, đóng cái vào nhá. Từng tiếng một nha. Đó, giật trợ lực luôn. Rồi, con kia nó lấy rồi chưa? 750 chú. 750. Đúng rồi. Rồi, anh em nào lấy thì liên hệ trực tiếp qua bên em nhá. Rồi, sang tiếp cho các bác con tiếp theo. Rồi, lên tiếp cho các bác con tiếp theo là con R6. Con này thì giá 2,5 triệu nha mọi nhá. Echo 300T. Con này y chang con R4 anh em. Alo, còn con R5 nữa. Lên lộn con R5 đây, con R5 này cho các bác này. Con R5 thì sẽ là một con cưa xích Echo Curit. Cũng đời cao máy đẹp nha. Con này làm đầu Latin luôn. Đây, con này đẹp như mới luôn nha. Nhìn này, bồ với còn nguyên sơn luôn nhá. Chưa có tháo gì luôn. Con này thì dòng đời cao, máy đẹp xuất sắc. Con này V3501G nhá. Quá mới luôn. Làm con này đầu Latin luôn nhá. Đấy, con này làm đầu Latin luôn. Xích chuột, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, giá con này là 2,8 triệu. Và ship tận nhà cho bác luôn. Anh em nào chốt con Echo đời mới này thì liên hệ trực tiếp qua bên em nhá. Quá đẹp luôn. Đồ đạc còn zin từ A đến Z, và con này đẹp như mấy thùng luôn anh em. Đẹp 90% luôn. Bác nào chốt thì con này xài đúng bài luôn. Con này được sản xuất năm 2007 nha. Đây, ốc ác anh em nhìn này. Ốc ác còn vàng ươm luôn. Đây. Anh em nhìn ốc còn vàng ươm luôn. Quá mới luôn. Đây, bồ này nha. Nhức cái nách luôn nha. Riêng về máy đẹp thì con này khỏi phải lăn tăn. Giá 2,8 triệu. Rẻ ngang con một con máy tàu thôi anh em. Rồi, anh em là chốt thì liên hệ trực tiếp qua bên em. Con này thì nặng tầm 5 kg, hơn 5 kg chút này. Lam dài cho các bác trừ chân ốc ra còn được 35 phân nhá. Tháo chân lam, máy đẹp xuất sắc luôn. Anh em là chốt cái này thì liên hệ trực tiếp qua bên em nhá. Giá 2,8 triệu, bao ship tận nhà con R5. Quá đẹp, lam đầu con này lam không có bánh xe nhá, lam đầu hợp kim đấy nhá. Siêu bền luôn. Rồi test nổ cho bác luôn. Đấy, nổ đây em đẩy e lại nhá. Đấy, cam ti đến từ tiếng 1.
Rồi, tí em ru luôn nha các bác nhá. Trợ lực này giật rất là nhẹ luôn, quá đẳng cấp luôn. Dây giật này trắng phau. Em như chó thở. Rồi sang tiếp cho các bác một con tiếp theo nữa là một con số 6 nha. Con R6. R6 thì lên cho các bác con này đúng là siêu phẩm nữa luôn. Con này là một con máy cưa xích Echo 300T. Đẹp như chưa xài luôn nha bác nha. Đấy, anh em nhìn cái lam này. Trời ơi nó mới quá trời luôn. Đây. Nhức cái nách luôn nha. Dòng này là ECS 300TS. Đó, đời còn cao hơn cả dòng 300T nữa. Giá 2,5 triệu cho con tay cụt này. Anh em nào chốt thì liên hệ trực tiếp con em nhá. Phanh xích còn ok hết này. Làm xích thì như mới luôn, nói chung là máy như máy mới luôn anh em. Lâu lâu được một con đẹp này thôi. Đấy, còn vấn đề mà máy móc ấy là bên em cam kết anh em nguyên zin hết rồi. Em khỏi phải lăn tăn luôn, em chỉ cần nhìn cái hình thức ok là anh em xuất hàng nhá. Khỏi phải lăn tăn về vấn đề nội thất bên trong. Máy nào bên em cũng bao zin hết bởi vì bên em đi lựa kỹ từng con một luôn. Không có kênh nào mà chuyên đi lựa máy đẹp như bên kênh của em hết. Đó. Rồi xin phép test nổ cho bác nghe cái máy con này luôn nhá. Làm 40 luôn nha, làm 40 trừ chân ốc còn 35 phân. Đẹp như mới luôn. Hai con này là 36 phân này, trừ chân ốc rồi này. Đẹp như máy thùng luôn này. Con R6 nha. Rồi test nổ cho bác nghe cái máy luôn, đóng e giật nổ. Đây giờ giật trắng phau luôn này. Rồi nó nổ một tiếng nhẹ nhẹ đây, em đẩy e lại nha. Cấp luôn. Giật trợ lực luôn nha. Đấy. Con nào mà chốt được con này đúng bài luôn nhá. Con này là đẹp, lam anh em nhìn cái lam là biết rồi. Máy như máy mới luôn. Đấy. Rồi, sang tiếp cho các bác một con nữa. Con bắt đầu sang lô hàng thứ hai, con số 7 này. Con này tiếp tục là một con cưa xích Echo 3400 nhá. 353401. 3401. Cũng đẹp xuất sắc luôn, anh em nhìn ốc này chưa có vặn nó luôn nhá, máy còn xuất sắc luôn đấy, làm còn nguyên chữ. Đấy, con này thì giá của nó 2,5 triệu, đấy, bao zin toàn bộ cho bác luôn, có xả áp này, có bơm xăng phụ đầy đủ này, đấy, phanh xích còn ok luôn này. Đấy. Rồi bắt đầu chốt con này thì nhẹ nhàng hơn, con này thì sử dụng gia đình êm hơn, vừa tiền hơn. Con này giá 2,5 triệu là giá bao rẻ cho bác luôn rồi nhá. Đời cao, con này là những cái dòng máy nòng đứng nhá. Đó, nó có cái loại nòng nằm nữa. Echo rất là nhiều đời. Cái loại mà bằng sắt không ấy thì giá cực kỳ rẻ. Còn cái loại mà nó cả nhôm, cả sắt này nọ ấy là nó... Mà mẫu máy nòng đứng ấy, nòng đứng thì thường sẽ đắt hơn nòng nằm nha. Đấy. Rồi, test nổ cho bác nghe cái máy con 3401 này luôn. Rồi, xin phép test nổ cho bác luôn. Đóng e bây giờ nổ nha. Đấy, nó nổ đây, em đẩy e lại.
tiếp cho các bác con R8 nha. Trời ơi, thời tiết này chuẩn bị sắp mưa rồi. Em lên nhanh cho bác luôn. Rồi, sang R8 sẽ là một con máy cưa xích Hitachi CS35. Đẹp như mới luôn. Đây anh em nhìn máy này. Cái lam xích nó còn như chưa xài luôn nhá. Lam con này là dài cho bác là được 36 phân. Xích là xích 91 nha. Máy như chưa xài luôn đấy anh em. Đây anh em nhìn máy này. Cực kỳ mới luôn. Nhìn lam xích này. Chưa chạy tí nào luôn. Rồi con này thì giá nó 2,1 triệu. Dòng cưa tay cụt. Đó con này thì bình xăng nằm phía trước nha. Con này thì sẽ rẻ hơn những con 300T đấy anh em. Đấy. Con này thì nó nặng hơn. Con này thì nó nặng tầm 4kg đấy. Đấy. Con này thì là dòng Hitachi CS35. Con này thì giống cái dòng Echo GT 305, 306, 302 gì đấy. Đấy, rất là nhiều cái dòng Echo như này, phụ tùng thay thế thông dụng nha. Và đặc biệt con này đẹp như mới luôn. Tất cả tem mác đều theo máy hết. Đấy, quá mới luôn. Bao zin hết toàn bộ cho bác luôn nhá. Rồi bác nào chốt con R8 thì liên hệ qua bên em. Giá là 2,1 triệu. Rất là vừa tiền. Anh em cắt cành thì đúng bài. Rồi test nổ cho bác nghe thấy máy luôn nhá. Bơm xăng nóng nghe vào. Phanh xích còn ngon luôn nhá. Con này phanh xích còn ngon luôn. Rồi, nổ em đẩy e lại nhá. Găng ti giòn tan. Rồi lên tiếp cho các bác con R9 nha. R9 thì em sẽ lên cho các bác là một con cưa xích Hitachi. Con này cũng dòng Hitachi luôn, nhưng mà con này thì là dòng máy nòng đứng nha. Con này thì lớn hơn cái con Echo 3401 lúc nãy. Con này nó là dòng CS35. Đấy, tầm trung, đẹp như chưa xài luôn. Đây, ốc ác còn zin từng ốc một nha. Làm xích cũng như mới luôn, chưa chạy luôn. Đấy, bãi mà bãi lướt, cực kỳ lướt luôn anh em. Con này có giật trợ lực luôn, phanh xích có đầy đủ cho bác luôn. Giá con này thì 2,6 triệu nha bác nhá. Đấy, anh em là chốt cây này thì liên hệ trước qua bên em nhá. 2,6 triệu cho con Hitachi CS35. Đẹp xuất sắc, nhật xịn, chế quan rồ, giật trợ lực. Rồi anh em là chốt con này thì liên hệ qua bên em. R9. Con này em xài gia đình rất là ok luôn nhá. Cắt cây đường kính khoảng bằng cái sô sơn đổ về là ok luôn đấy. Rất là phù hợp cho gia đình luôn. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy luôn nhá. 2,6 triệu con R9. Rồi nổ em đẩy e lại. Giang ti đến từ tiếng 1 nha. Lực nha bác nha, con này có trợ lực luôn. Đấy, giật cái chơi nổ này. Quá ngon luôn. Rồi, em lên tiếp cho các bác là một con cưa xích R10 này. R10 thì lên cho bác con này đúng chất siêu phẩm luôn. Con cưa xích Estin MS180C đẹp như máy mới luôn. Con này thì không có gì để chê luôn anh em, nhìn cái bô này, còn nguyên sơn đen nó luôn nhá. Tem mác nhập khẩu này. Đấy, máy trắng phao. Con này có xả áp này, có tăng xích nhanh này. Lam xích zin theo máy luôn nhá. Cái lam này là còn rất là mới luôn đấy, nhưng mà nó lâu ngày anh em, cái sơn nó bị nổ ra. Đó, cái sơn của nó bị bong ra chứ không phải là nó xài mà nó chầy đâu nhá. Xích còn như mới luôn đấy, xích chưa chạy luôn đấy. Quá đẹp luôn. Bác xài con này thì khỏi lăn tăn luôn, tem mác còn nguyên nhá. Đấy, quá mới luôn bên trong anh em nhìn này. Bên trong
rin từng A đến Z cho các bác luôn nhá. Đấy. Rồi anh em là chốt cây 180C này thì liên hệ của bên em, giá 3,5 triệu. Vít tông là 38 ly, lam dài cho bác là được 35 phân, đã trừ cho đông rồi. Đấy, à đâu con này lam còn được khoảng 31 phân anh ạ. Tại cái ốp lam này nó bị lồi lên một tí này. Nó dài hơn những cái ốp lam bình thường nên là nó còn ngắn hơn cái lam. Nghĩa là bây giờ cây anh em cắt cây đường kính cho khoảng 30 trở lại là ok. Rồi, giá 3,5 triệu con R10, anh em là chốt thì liên hệ của em nhé. Con này có trợ lực luôn nhá. Có giật trợ lực luôn. Đấy, anh em giật nổ đây, anh em đẩy e lên lại này. Đấy. Siêu êm nha. Rồi các bác nào chốt con 180C này thì liên hệ các bạn em. Đó. Giật trợ lực nha, em đang ngồi giật nó nổ bình thường. Rồi lên tiếp cho các bác con R11 nha. R11 thì em sẽ lên cho bác con này là con cửa xích Estin 021 này, con này lớn hơn này. Con này thì nòng của nó là 40 ly nha bác nhá. Nòng 40 ly. Hàng xịn của Đức sản xuất luôn nhá. Con này thì đời có tay nắm giật to này, đời cao nhất của 021 này. Tay nắm giật to này, tay này là một thứ bán lẻ là 300 mấy một tay rồi đấy nha. Đấy. Nòng bạc đồ đạc là bao zin hết toàn bộ cho bác luôn, bồ biết zin hết, lam xích cũng zin luôn. Đấy, hai ốc trên lam, con này có xả áp, có bơm xăng phụ cho bác luôn nhá. Lam xích zin, lam estin luôn, lam mấy xe xích còn 70%, phanh xích còn ok này. Đấy, hai ốc trên lam bao đẹp, con này thì anh em có thể khai thác rồi nhá. Nòng 40 ly này anh em có thể khai thác rồi, trọng lượng là 5,5 kg. Đấy, con này thì giá đang bán cho bác là 3,8 triệu, bao ship tận nhà luôn. Stein của Đức 021. Đời tay nắm giật to, rồi sẽ test nổ cho bác nghe tiếng máy luôn nhá. Rồi. Nổ em để e lên. Mà quá khỏe rồi nha. Nghe tiếng máy em thấy nó khỏe rồi. Rồi anh em là chốt con 021 R7 thì R11 liên hệ các bạn em nhé. Rồi em lên tiếp cho các bác cũng là 021 tiếp. Con này thì màu của nó là nó hơi bạc bạc một tí này. Đấy. Mấy cái đuôi tay cầm này này nó hơi bị vặn vát chút. Xài bình thường không sao cả. Con này thì để cho anh em giá ok hơn. Con này 3,7 triệu nha. Bao zin hết toàn bộ luôn. Tháo chân lam, lam xích đẹp. Giá 3,7 triệu. Anh em là chốt thì liên hệ có bên em nhá. Đồ đạc cũng bao zin hết toàn bộ luôn. Đấy. Bao zin đẹp luôn. Rồi, giá 3,7 triệu con R12 021 nòng 40 ly tay nắm giật to. Anh em là chốt thì liên hệ các bên em nhé. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy luôn. Rồi nổ đấy, em đẩy e lên lại nhé. Mm-hmm.
Đau êm luôn nhá. Bao dây nổ luôn. Rồi, lên tiếp cho các bác một con tiếp theo sẽ là một con 210C này nha. Con này 210C nhá. Con này thì đời cao của 210 rồi. Con này thì có tăng xích nhanh này, có giật trợ lực này. Đấy. Quá xịn luôn, con này giá 3.8 triệu bằng con 21 luôn nhá. Nghe là chốt thì liên hệ tiếp con bên em. Con này thì có trợ lực luôn, dòng 21C 210C này có giật trợ lực luôn nhá. Hàng của Đức nhập luôn anh em. Con này hàng của Đức tôi có thôi. Anh em nào mà chốt thì liên hệ con bên em. Máy đẹp xuất sắc nha. Lam xích zin nhá. Bao zin hết toàn bộ cho bác luôn nhá. Đấy, anh em là chốt thì giá nó là 3.8 triệu bao ship tận nhà. Rồi test nổ cho bác cái tiếng máy luôn. 210C. Rồi, nổ đây để e lại. Đây, anh em nghe tiếng máy không? Rất đã luôn. Máy Eru nghe rất đầm tiếng nhá. Bao êm. Anh em là chốt con R13 thì liên hệ trực tiếp qua bên em nhá. Rồi sang tiếp cho các bác con R14. R14 thì là con này cuối cùng luôn của lô. Con này là con Husqvarna 236 của Thụy Điển sản xuất nhá. Con này thì được sản xuất năm 2011 này. Đây. Tem nó dập ở trong lốc luôn nhá. Đây. Sản xuất năm 2011. Husqvarna 236E. Đẹp xuất sắc này, làm xích như mới. Máy xuất sắc luôn nhá. Như mới luôn em, con này bao vít cho anh em luôn, tăng xích nhanh này. Phanh xích có ngon lành luôn này. Đấy. Con này thì anh em sử dụng gia đình tuyệt vời luôn, anh em miền Bắc là cực kỳ thích cái dòng Husqvarna luôn nhá. Giá con này thì đang bán cho bác là 3.300.000, bao ship tận nhà luôn anh em. Giá quá êm, đẹp như máy thùng luôn nha. Máy thì bên em bán thì em khỏi phải lo về cái chất lượng rin này. Và máy đẹp thì anh em khỏi phải lăn tăn luôn rồi. Giá 3.300.000, anh em là chốt thì liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Con R14 nhá. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy luôn. Đây, nghe tiếng hù rất là êm này. Có cả trợ lực luôn nha bác nhá. Husqvarna. Rồi, thì cái lô này em đã test xong cái lô cưa rồi. Anh em nào mà còn có nhu cầu thì mình cứ liên hệ tiếp qua số điện thoại Zalo của em. Đây, số điện thoại này em có Zalo luôn nhá.
Rồi anh em nào chốt thì liên hệ tiếp qua bên em nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.